Hello, xin chào mọi người. Chúng ta lại gặp nhau trong một Z-Talk. Đầu tiên khi mà bắt đầu vào cái clip này thì Gấu muốn là tất cả những bạn đang xem, các bạn sẽ có một cái đầu óc thật là cởi mở và thoải mái. Chúng ta sẽ không đánh giá những chuyện sẽ nói ở trong clip, tại vì Gấu nghĩ là bây giờ chúng ta cũng lớn rồi, những chuyện đó nó cũng không có gì gọi là nhạy cảm. Về vấn đề violon, về vấn đề triệt lông, tẩy lông, rồi ở những vị trí nào đó trên cơ thể của mình. Nhưng mà cái clip này thì là mình muốn chia sẻ về cái kinh nghiệm của bản thân, về những gì mà Gấu đã thử rồi, đã trải qua rồi, để chúng ta có thể chọn lọc ra được những cái cách mà chúng ta muốn làm, hoặc là những cái cách nào mà chúng ta có thể xử lý được cho riêng bản thân của mình. Gấu biết là có rất là nhiều bạn, nhất là con gái, rất là buồn phiền về vấn đề là tay mình sao lông nhiều quá, chân mình lông cũng nhiều. Thì bây giờ cách nào để có thể loại bỏ hết phần lông đó trên người của mình? Chúng ta lại kể về chuyện ngày xưa tiếp. Một cái Z-Talk là một cái ngày xưa. Ngày xưa thì làm gì có kem tẩy lông, làm gì có laser triệt lông như bây giờ. Và ngày hồi xưa chỉ có hai cách duy nhất, đó chính là dùng nhíp và dùng dao cạo. Gấu thì gấu không thích dùng nhíp, gấu chỉ thích dùng dao cạo thôi. Nhưng mà cái việc này nó cũng rất sức là bi hài. Mọi người trong đầu tương tự, dùng dao cạo thì cái phần lông nó mọc ra nó sẽ bị dày hơn và nó bị cứng, và nhìn nó sẽ xấu và lởm chởm. Mình cũng rất sợ, cho nên là mọi người hay dùng nhíp để nhổ lông á, y như là nhổ lông gà, lông heo vậy đó. Và gấu cảm thấy cái việc đó rất là đau đớn. Nhưng mà người lớn nói là cái việc nhổ lông thì nó sẽ bứng luôn cả cái phần gốc, và cái việc mọc lông khoảng thời gian nó sẽ dài hơn là cái việc mình cạo. Cạo thì lông nó sẽ mọc nhanh hơn. Thì điều đó là đúng. Nhưng mà với cái phần mà dưới cánh tay, nói dưới cánh tay cho nó lịch sự chứ, mà là nách, lông nách. Nghe cái từ lông nách thì nó nghe hơi phô, nhưng mà ok, cái phần lông dưới cánh tay, để mình nói vậy cho nó lịch sự. Thì cái phần này ngày xưa là thấy các mẹ, các chị là hay dùng nhíp nhổ. Thôi đau, nước mắt giàn giụa. Từ ngày mà mình có bắt đầu có phần lông dưới cánh tay thì mình cũng tập tành nhiều chuyện, cũng bắt chước các chị, tại vì con gái mà mình cần phải sạch sẽ, gọn gàng, mặc áo hai dây, áo sát nách mà để phần nó lộ ra thì nhìn rất là ghê. Mình cũng dùng nhíp mình nhổ, nhưng mà nó đau quá. Nó đau mà kiểu rớt nước mắt luôn. Nhưng mà còn việc mình nhổ cho mẹ thì nó lại, mẹ lại cảm thấy nó điều đó rất là sung sướng và rất là phê. Trong khi đứa con này thì cảm thấy rất là đau đớn. Mình nhổ được tầm khoảng 2 lần thì mình quyết định không nhổ nữa. Tại vì thứ nhất là nó quá đau. Thứ hai là cái phần lỗ chân lông mà cái chỗ mình nhổ nó bị to ra, cũng mẹ mình, cái lỗ chân lông nó bị lồi lên, lỗ nhìn rất là xấu. Tuy là nó sạch nhưng mà cái phần thẩm mỹ của nó lại không đẹp, cho nên là gấu quyết định là không dùng nhíp. Cái việc sử dụng nhíp thì mình sẽ không đề cập nữa, tại vì gấu cũng không có sử dụng, và gấu nghĩ là hiện tại bây giờ mọi người cũng sẽ không có sử dụng nhíp để mà xử lý cái vio lông trên người, mà mình sẽ bắt đầu từ cái việc dùng dao cạo cho đến những cái sản phẩm tẩy lông hoặc là những cái phương pháp triệt lông khác. Thì dùng dao cạo là cái việc nó đơn giản, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái bất cập và có những cái tác hại khác khi mà sử dụng dao cạo. Ví dụ mình sử dụng dao cạo vào những vị trí đơn giản, ví dụ như ở vùng dưới cánh tay thì nó cũng thoải mái thôi. Khi nào mà mọc lên thì mình lại cạo đi, mọc lên thì cạo đi. Nhưng mà nó sẽ phải liên tục, thì cứ phải khoảng 2-3 ngày ta sẽ phải cạo một lần, tại vì lông ở những chỗ đó mọc lẻ lắm. Còn về phần ở dưới lông chân thì nó sẽ là một vấn đề khác, một câu chuyện khác. Khi mà mình sử dụng dao cạo, cạo ngược lên, phần lông của mình nó mọc ra thì nó sẽ bị ngược và nó sẽ làm cho da của mình bị viêm, và nó sẽ hiện thành những cái nốt đỏ đỏ, và nó sẽ dễ bị ngứa, và giống như là mình đang bị mũi cắn hoặc là đang bị ghẻ vậy đó. Và gấu đã từng bị cái trường hợp đó rất là nhiều lần, tại vì hồi xưa mình chỉ sử dụng dao cạo thôi, và mình không biết cái cách nào để làm cho nó không bị mọc ngược ra như vậy. Từ từ mình mới phát hiện ra là nếu như mà mình muốn cạo lông chân thì trước hết phải làm mềm cái phần da ở chỗ đó trước. Tại vì nếu mà da của bạn đang bị khô, không có được mềm, thì những cái lỗ chân lông nó chưa có nở ra, nó sẽ làm cho cái phần lông ở phía dưới của mình bị mọc ngược lên. Cho nên là cái cách của gấu là gấu sẽ đi tắm, thì trong quá trình tắm mà tắm bằng nước nóng thì cái lỗ chân lông của nó sẽ nở ra, và lúc đó mình có thể sử dụng dao cạo để mình cạo hết sức bình thường. Và sau đó thì chúng ta phải bôi kem dưỡng lên, bôi lotion hoặc là cream gì, body lotion gì đó của các bạn. Nó sẽ làm mềm da, và các lỗ chân lông của mình nó cũng mềm, cho nên là cái phần lông nó không có bị mọc ngược lên và ít bị viêm da hơn ngày xưa. Và có một cách khác, nếu như mà bạn quên trong lúc tắm mình cạo lông chân thì bạn có thể làm ẩm đôi chân của mình trước, bằng cách là gấu sẽ sử dụng body lotion
hoặc là những oil hoặc là cái gì đó làm mềm phần da, và sau đó dùng dao cạo thì nó sẽ mềm mại hơn. Nhưng mà cậu thấy cái việc cạo lông trong lúc tắm là tốt nhất, tại vì mọi người cũng thấy là giống như là người ta bứt lông gà đó, hoặc là cạo lông heo thì người ta cũng phải đổ vô trong nước nóng cho lông nó nở ra, sau đó chúng ta cạo hoặc là bứt lông ra thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đối với cơ thể con người cũng vậy, làm cho lỗ chân lông của mình nở ra, nó mềm ra, thì việc mình cạo hay là mình làm những cái khác đều dễ dàng hơn rất là nhiều. Giai đoạn thứ hai là sau khi lớn một chút xíu là mình bắt đầu tìm hiểu về wax, rồi tẩy, cái tẩy lông. Nói về chuyện wax thì Gấu thấy đây là cái phương pháp đau đớn nhất trong tất cả những cái mà Gấu kể ra, là cạo đơn giản, nhổ còn nhẹ, đi trịt lông hoặc là dùng kem tẩy lông thì quá bình thường. Nhưng mà còn wax là cái Gấu không muốn nghĩ đến lần thứ hai, tại vì quá đau đớn, quá ghê. Dù là nhiều người kêu là ồ, wax nó tốt lắm, nó làm cho phần da của mình nó mịn màng hơn, rồi nó sẽ không bị viêm nang lông, no. Và các bạn biết là nó đau mà nó rớt nước mắt mà Gấu thì Gấu nghĩ thôi là Gấu bảo là Gấu sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó thêm một lần nữa. Dù là Gấu làm hai lần nhưng mà mỗi lần làm là mỗi lần đau đớn, Gấu chả thấy có gì gọi là hay ho cả. Và Gấu nghĩ là có khi nó sẽ làm cho em bé của mình nó càng đau hơn, mà nó sẽ bị mẫn cảm, nhạy cảm hơn rất là nhiều. Thì mọi người cũng biết cái wax có nghĩa là người ta sẽ nấu chảy cái phần wax nó lên, và người ta chét lên, dùng cái một cái cây người ta sẽ chét lên trên người của mình, đợi cho nó hơi khô, sau đó là sẽ dán một cái miếng, và sau đó đợi nó hơi khô một chút xíu, họ sẽ giật bao nhiêu lông bay hết, lỗ chân lông của mình cũng bị nở ra. Thì Gấu mới nghĩ là ủa, cái này đâu có khác gì đến việc đi nhổ, nó cũng giống nhổ nhưng mà nó theo một cái phương diện rộng hơn, là dùng wax và sau giật ra thì tất cả các phần lông ở phía dưới của mình và cả gốc rễ của cái lông đó cũng sẽ bay hết. Nhưng mà nếu mà xui thì sẽ vẫn còn những cái lông mà nó bị đứt ngang, nó sẽ lại đâm ngược lên và bị viêm nang lông một lần nữa. Nói chung là chắc là tại vì da của Gấu cũng mỏng với lại cũng hơi khó chịu, cho nên mình sử dụng cái phương pháp đó thì nó hơi bị mạnh quá so với da của Gấu. Nhưng mà các bạn tưởng tượng, thà là các bạn wax lông chân, lông dưới cánh tay nó còn đỡ, chứ mà các bạn sử dụng wax mà các bạn mà wax ngay cái chỗ vùng bikini á, là cái vùng mà nó có cảm giác là nó đau đớn nhất trong cuộc đời luôn. Nhưng mà vẫn thấy mọi người đổ xô đi làm, bạn mới thấy là sức chịu đựng của mọi người quá hay, để làm đẹp được cho bản thân mà phải chịu đựng cái chuyện đó là quá xuất sắc. Nhưng mà Gấu thì chịu không được, Gấu làm hai lần xong Gấu bỏ luôn. Gấu nói là thôi, nhiều khi mình về mình tự cắt đĩa, mình tự làm cho nó gọn gàng, chứ mà phải đi ra wax kiểu đó chắc xỉu. Sau khi mà wax không thành công thì mới dùng một cái phương pháp mới, đó là dùng kem tẩy lông. Gấu nhớ là cái kem tẩy lông mà Gấu sử dụng đầu tiên á, đó là Cleo hả? Hình như Gấu cũng không nhớ nữa, nói chung là cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà cái mùi nó rất là ghê, Gấu không biết là các sản phẩm khác như thế nào. Có thể là tại vì mình chọn nhầm sản phẩm hay sao đó, nhưng mà cái kem tẩy lông của Gấu, mọi người có biết là trong cái khoảng thời gian đó mình cảm thấy mình rất là thất bại, tại vì mình đã thử qua rất là nhiều cách nhưng mà không có cách nào mà mình ưng ý hết. Kem tẩy lông thì sử dụng rất là nhẹ nhàng, cũng thoải mái, không có phải dùng sức quá nhiều, cũng không gây đau đớn. Khi mà các bạn bôi kem tẩy lông lên trên người, các bạn sẽ để tầm khoảng 10-15-20 phút gì đó, Gấu không nhớ, và sau đó dùng một cái khăn ướt hoặc là một cái khăn sạch, chúng ta lau ngược cái hướng mà lông mọc á, lau ngược lên, mở ra thấy lông không, xuất sắc, lông không, nghĩa là phần đó mịn màng hết lông, mà tất cả mọi thứ láng o. Gấu thử trên tay của Gấu mà nó láng o, láng mà sờ mình như em bé vậy. Nhưng mà chỉ có một điều là nó mùi rất là hắc, mùi nó hăng á, mà mùi ghê lắm, và kiểu mà mình nếu mà mình hít nhiều quá thì nó sẽ bị nhức đầu. Sau khi sử dụng xong thì mình nghĩ là ồ, mình đã tìm được một cái phương pháp mới để mình có thể tẩy lông tay lông chân. Nhưng mà Gấu không có dám sử dụng cái sản phẩm đó cho dưới bikini, tại vì cái phần bikini của mình nó rất là nhạy cảm, mà cái mùi thì nó lại quá hắc, và nó có khả năng mà làm
lông của mình mà bay đi như vậy thì ý nghĩa là cái sản phẩm đó, cái có nghĩa là nó phải mạnh lắm thì nó mới làm như vậy được. Cho nên là nếu như mà sử dụng ở vùng bikini thì Gấu chỉ sợ là lỡ nó bị mẫn cảm hay là nó có vấn đề gì đó thì chắc chết. Cho nên là thôi Gấu chỉ test thử trên tay và trên chân thôi. Nhưng mà cái kết quả sau đó tuy là nó rất là sạch sẽ, nó rất là láng mịn, nhưng cho nên là nó cũng không triệt được hết cái phần gốc. Nó vẫn mọc ra và cái độ cứng của nó cũng giống như là các bạn dùng dao cạo, sử dụng kem tẩy lông vẫn fail. Mình cảm thấy hơi chán và mình nghĩ là chắc là có thể mình chỉ sẽ sử dụng dao cạo hết cả cuộc đời này. Nhưng mà không, khoa học rất là tiên tiến. Thì bắt đầu giai đoạn sau này tầm khoảng 5 năm đổ lại đây thì bắt đầu mới có cái phương pháp là dùng laser để triệt lông. Dạo gần đây thì Gấu cũng triệt phần bikini đi, triệt lông phần đó để tránh cái việc là mình làm chảy xước chỗ đó bằng dao cạo. Và wax thì càng không, kem tẩy lông thì nó là hóa chất rồi, nó mà đụng vô cái phần mà nó nhạy cảm như vậy thì nó sẽ dễ bị kích ứng. Gấu cũng không muốn thì Gấu mới tìm đến cái triệt lông. Gấu thấy triệt lông là cái phương pháp mà thấy đơn giản nhất mà nó hiệu quả nhất, tuy là nó sẽ hơi mắc tiền một chút. Gấu không có nghĩ đó sẽ là rẻ với lại một số bạn học sinh sinh viên, nhưng mà với những người mà đã đi làm rồi, bạn có thể tự kiếm tiền được, thì Gấu nghĩ là chúng ta nên chích một khoản để chúng ta làm đẹp cho cơ thể. Nhưng mà Gấu thấy cái chỗ clinic mà Gấu đang làm thì nó cũng không có mắc lắm. Gấu đang làm ở Nittipon Clinic, tuy là mới về Việt Nam gần đây nhưng mà Gấu đã từng tiêm filler rảnh cười ở bên đó, rồi chăm sóc da. Lần này thì mình làm phần triệt lông thì có thể là mua gói 5 lần với giá là 2,8 triệu cộng một lần khuyến mãi. Còn nếu như mà bạn mua gói 10 lần thì là 5,5 triệu thêm 3 lần khuyến mãi nữa. Tại Gấu không biết, tại vì Gấu chỉ để ý cái gói 5 lần thôi tại vì nó rẻ hơn. Nghe thì bằng tiền quá nhưng mà ủa tiền mà, thì mình thấy cái gì mình muốn thử, mình muốn cho chắc chắc ăn thì mình mua cái gói nhỏ hơn, rồi khi nào mà mình thấy nó tốt thì mình sẽ mua thêm. Thì đó, với 2,8 triệu mà được 5 mà được 6 lần. Tại vì chỗ này cũng là chỗ quen nên mình muốn thử xem coi là cái hiệu quả của nó như thế nào. Thì sau khoảng được tầm khoảng 3 lần thì thấy phần viêu lông nó mềm hẳn ra. Tuy là nó có mọc lên lại nhưng mà nó mềm mại hơn, nó không có bị cứng. Hồi xưa thì nó cũng hơi cứng, nó cũng hơi khó chịu á. Nhất là cái lúc mà mọi người sử dụng, nếu mà mọi người sử dụng dao cạo hoặc là mọi người sử dụng những cái sản phẩm khác hoặc là wax cũng vậy, lúc mà phần mọc lên thì nó sẽ rất là cứng và hơi bị ngứa. Nó sử dụng cái công nghệ ánh sáng, nó không có làm cho mình đau nè, nó không có phải dùng hóa chất gì hết ở phần đó, và nó sẽ làm cho những cái phần lông của mình nó mềm và nó tự rụng đi. Sau 3 lần thì mình thấy là nó có mềm đi thật, còn sau 5 lần thì mình không biết là nó có loại bỏ hoàn toàn hết không. Nếu như mà tiến triển tốt thì mình có thể mua thêm gói 10 lần hoặc là gói 5 lần nữa để cho nó triệt hoàn toàn luôn. Tại vì có thấy là việc sử dụng dao cạo thì nó cũng hơi mệt với lại dễ bị chảy xước, cho nên là mình đi làm để cho nó tiện cũng đơn giản, không đau đớn, cũng chả bị ảnh hưởng gì hết. Nói chung là nó tiện mà nó thoải mái. Còn đối với những bạn nào mà mình chưa có đủ kinh tế để mình có thể mua những gói triệt lông như vậy á, thì Gấu khuyên là các bạn cũng đừng mua được kem tẩy lông làm cái gì, hoặc là wax. Gấu thấy hai cái đó nó không có work mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều nếu mà bạn sử dụng cho vùng bikini. Thì đó là những cái cách mà nãy giờ mà Gấu đã chia sẻ với các bạn rồi. Thì mình có thể chọn lọc ra những cái cách nào mà các bạn cảm thấy là nó phù hợp với lại túi tiền và cái khả năng của mình thì các bạn cứ làm. Vậy thì các bạn đang xem cái video clip ngày hôm nay, các bạn có những cái tai nạn hy hữu nào hoặc là những câu chuyện nào vui, thật là vui về việc mà chúng ta đi tẩy lông, chúng ta đi wax, chúng ta sử dụng kem tẩy lông hay là đi triệt lông như thế nào, thì các bạn hãy comment ở phía dưới. Tại vì mỗi người sẽ có những cái kinh nghiệm rất là hay riêng của mình. Đây là chỉ là cái bản thân và cái kinh nghiệm của Gấu thôi, thì sẽ có những cái kinh nghiệm khác sẽ phù hợp với lại những bạn khác. Thì những ai có kinh nghiệm hay đó thì các bạn hãy cứ comment ở phía dưới, hoặc là những cái địa chỉ của spa hoặc là những cái clinic nào mà các bạn cảm thấy uy tín mà các bạn đã từng làm rồi á, hoặc là những cái sản phẩm nào mà nó cũng hay ho, nó sử dụng dành cho vấn đề về triệt lông hay là tẩy lông. Đó là mục đích của những cái video này, cho nên là mọi người hãy đừng ngại, hãy chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một Z-Talk sau. Bye bye.